tràng pháo vỗ tay rất đông nhiệt của toàn thể các quý vị khách quý dành cho đại gia đình trong buổi trưa hôm nay. Và kính thưa toàn thể các quý vị khách quý, ngày hạnh phúc, ngày trọng đại, ngày mà đôi ta về chung một nhà, sẽ chung cha, chung mẹ, chung chị, chung em và sẽ cùng chung những đứa con thơ được nhầm vào ngày 22 tháng 10 năm 2023, tức ngày mùng 8 tháng 9 năm Quý Mão, tại gia đình nhà gái Long Trọng tổ chức đại tiệc để mừng cho lễ vu quy của đôi vợ trẻ. Sự có mặt đông đủ đầy yêu thương của toàn thể các quý vị quan khách đang hiện diện tại đây là niềm vui, làm nền tảng để mừng hạnh phúc, chúc tương lai. Và kính thưa toàn thể các quý vị khách quý trân trọng và kính mến, còn gì đẹp trên đời hơn thế, và hạnh phúc nào bằng khung cửa của lứa đôi, và đúng là trăm hoa đua nở bao giờ không bằng giây phút đợi chờ hôm nay. Vâng, và giây phút đẹp nhất của đôi vợ trẻ được Long Trọng tổ chức tại gia đình nhà gái bản U Ba, xã Đồng Luống, huyện Điện Biên. Và ngay sau đây, ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng tuyên bố đại lễ vu quy của đôi vợ trẻ Thu Trang Quang Hải. Quang Hải, Thu Trang xin chính thức được bắt đầu. Quý vị hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn, thật đông nhiệt ạ. Vâng, yêu nhau chẳng quản lầm than, mấy sông cũng lội, mấy ngàn cũng qua. Yêu nhau chẳng quản xa gần, cầu không tay vịn cũng lần mà sang. Vâng, chú rể Quang Hải của chúng ta đến từ mảnh đất thân thương Sơn La và đã bén duyên với cô gái Điện Biên. Vâng, tình cảm của Điện Biên và Sơn La ngày càng gắn bó keo sơn và bền chặt. Vâng, kính thưa toàn thể các quý vị khách quý, ngày hạnh phúc, ngày đôi ta về chung một nhà, và sẽ có những kỷ vật để đánh dấu một mốc son của ngày vui hôm nay. Và liên tục xin được trân trọng kính mời toàn thể các quý vị khách quý, chúng ta cùng tạm gác lại những câu chuyện dang dở và cùng hướng tầm mắt của mình lên phía trung tâm sân khấu. Và xin được trân trọng kính mời đôi bạn trẻ bước lên phía trên một bước ạ, và quay mặt vào nhau, trao cho nhau kỷ vật của tình yêu. Và xin được trân trọng kính mời chú rể Quang Hải và cô dâu Thu Trang sẽ trao cho nhau cặp nhẫn cưới của tình yêu. Vâng, kính thưa toàn thể các quý vị khách quý, anh sẽ là dòng sông để em là biển rộng, anh sẽ là gió lộng để em làm mây bay. Vâng, và ngày hôm nay đôi bạn trẻ của chúng ta họ đã là của nhau, đã về chung một nhà, chung cha, chung mẹ, chung chị, chung em. Vâng, xin được kính chúc tới cô dâu và chú rể trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Vâng, kính thưa toàn thể hội trường chúng ta kính quý, như vậy là đôi bạn trẻ của chúng ta họ đã trao tặng cho nhau cặp nhẫn của tình yêu để đánh dấu kể từ ngày hôm nay ta đã là vợ, là chồng. Vâng, và liên tục là những món quà của đại gia đình sẽ gửi tới cô dâu và chú rể trong buổi trưa hôm nay. Và món quà đầu tiên mà chúng tôi xin được trân trọng kính mời bố mẹ của cô dâu sẽ có món quà, những kỷ vật để trao tặng chúc phúc tới hai con. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, kính thưa toàn thể các quý vị khách quý, còn đúng là công cha như núi ngất trời, nghĩa mẹ như nước, người người biển đông. Hôm nay nên vợ thành chồng thì không thể thiếu công ơn sinh thành, che già ôm lấy mang non, sinh con ngày mới vuông tròn là đây. Vâng, trách nhiệm và bổn phận của bậc làm cha làm mẹ, và kể từ ngày hôm nay những người con thân thương của mình cũng đã khôn lớn trưởng thành để dựng vợ gà chồng. Và kể từ ngày hôm nay đôi bạn trẻ của chúng ta đã là một gia đình, một tế bào của xã hội, và đôi bạn trẻ của chúng ta đang được đón nhận những tình cảm cao quý của cha của mẹ để dành trao tặng và chúc mừng hạnh phúc. Vâng, xin được cảm ơn món quà của bố mẹ cô dâu trao tặng chúc mừng hạnh phúc tới hai con. Vâng, và liên tục xin được trân trọng kính mời bố mẹ của chú rể cũng có món quà lên để trao tặng tới hai con. Xin được trân trọng kính mời. Chiếc thanh lại bò mẹ anh ông hạ sườn vừa và cùng bò điện
chiếm tới nhắn đành mẹ bách tới bần phách tới hỏi đại hết cùng po sớp bố sùng phó khuôn mẹ sớ bỏ nằm đầy đơn điện đủ tàu nhớ mà cả bàn nhớ tên đông sùng tên bà mà phép bò tiếng mẹ hà hân mùa nì tăng cục biệt cú hút bên già bên tà bên nai cô tránh mỹ trường đành sành hùng cả bồng sống khá hở đủ hở tàu diệt dần tó trùng mũ hút vú già tó ải tó đồng cánh bà chúc phúc hở đổi nòi sau xuống khỏi cửa sau đầy cảm ơn phụ bên phú hút bên già bên tà bên nai cô tránh mỹ trường đành sành hùng cả bồng hở đủ tàu diệt dần tó cằn cánh bà chúc hở sòng phái cho hơn phụ bùn phú hút bên già bên tà bên nai có hào đi mỹ hanh diệt sang đi đầy cay sang đi bền thảo sữa hóp bằng lại dân sân nai bằng con. Và kính thưa toàn thể các quý vị khách quý, liên tục là những món quà của những người anh em trong gia đình của cô dâu. Vâng, xin được trân trọng kính mời gia đình chú thím định nhận sẽ có món quà lên trao tặng chúc mừng tới hai cháu. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, và tiếp theo xin được trân trọng kính mời gia đình anh chị Trang Diện có món quà lên để mừng hạnh phúc chúc tương lai tới hai em. Chạy đi chạy lại nào. Những món quà vẫn ý nghĩa của đại gia đình đó cũng là niềm hạnh phúc của gia đình các cô chú anh chị em trong gia đình chúng ta trong ngày vui hôm nay được trao tặng chúc phúc tới đôi vợ trẻ. Xin được cảm ơn món quà của gia đình chú thím và liên tục xin được trân trọng kính mời gia đình anh chị Trang Diện có món quà lên trao tặng xin được trân trọng kính mời. Vâng, và tiếp theo xin được trân trọng kính mời gia đình bạn Việt Hà. Vâng ạ, bạn của chú rể nên trao tặng chúc mừng hạnh phúc. Xin được trân trọng kính mời gia đình bạn Việt Hà. Tình cảm của bạn rất tuyệt vời. Xin được cảm ơn món quà rất ý nghĩa của gia đình bạn Việt Hà trao tặng chúc mừng hạnh phúc tới hai người bạn của mình. Vâng, kính thưa toàn thể các quý vị khách quý trân trọng và kính mến. Như vậy là đôi vợ trẻ của chúng ta họ đã trao cho nhau cặp nhẫn của tình yêu và đã được đón nhận những tình cảm trần quý của cha của mẹ của anh chị em trong gia đình lên trao tặng và chúc mừng hạnh phúc. Vâng, chúng ta đang hiện diện tại đây món quà to lớn nhất mà đôi vợ trẻ của chúng ta sẽ đón nhận đó chính là những tràng pháo tay thật lớn thật nồng nhiệt của toàn thể quý vị ạ. Chúng ta hãy dành cho đôi vợ trẻ một tràng pháo tay thật lớn. Cảm ơn tới toàn thể các quý vị khách quý. Và kính thưa toàn thể các quý vị khách quý, rất hân hạnh và vinh dự cho anh tiếp hôm nay sẽ được đại diện cho hai bên gia đình gửi lời cảm ơn chân thành tới sự hiện diện đông đủ đầy yêu thương của toàn thể các quý vị khách quý. Chúng ta đã dành thời gian quý báu thì giờ vàng ngọc của mình chung vui chúc mừng tới đôi bạn trẻ, chúc mừng cho đôi bạn trẻ của chúng ta được trăm năm tình viên mãn bạc đầu nghĩa phu thê. Và ngay sau đây anh tiếp xin được nói bằng tiếng phổ thông tiếng Thái một chút. Và xin được các quý vị khách quý chúng ta đang có mặt ở đây ạ. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe. Xin được khỏi cờ sò chiêng tên lại của mẹ ai đồng chú côn. Còn chưa thế tô nào sò khỏi cờ này. Sò phép thảo kép ké. Còn nhóm đang nang kiến ké. Sò phép mũi đầu phát khẩu hâu. Sang nhám chào khẩu ràng qua phục tiền phú tiền già. Bên tàu bên nay có dệt có dần tó bản tó khoáng tó chùm tó mú tó ải tó nong có bóng bí phóng đờ nè khẽ đờ hai lại bí mít lại khẩu cơ nhầm
điền bất chăm nằm bất khốn hắn rào xào phà cò thì đẹp chéo ngam ô cửa sáng ba sang đi bên nhớ hậu mít khu đà hai ban trời khổng nóng đấng cho hậu tìm khăn sáng báo bán xào đến đất bò mẹ nào hết đỡ sau đây kính chúc hậu phục bền phú bền già bền tà bền nai có hào hằn mặn dưng ơ thảo sửa hóp bằng này dưng sửa nái bằng con chúc hậu đuổi nòi sau có hào hằn mặn dưng ơ hạc cằn tàu phồng đành bách cằn tàu phồng đón số phùa bóng xìa số miếng bóng bay khán này xung khỏi cửa sổ này kính mơi bò mẹ ai nòng muốn lào bán khảo hâu khái chén đầu tìm chúc mừng chúc phúc hậu đuổi nòi sau xung khỏi cửa sổ này kính mơi trong tay cùng nhau cất những tầng bánh thơm ngon và kính thưa toàn thể các quý vị khách quý, trong cuộc sống chúng ta không ai không tránh khỏi những vơ vấp, gần sẽ có những lúc buồn lúc vui và những thăng trầm của cuộc sống, nhưng tôi tin chắc rằng đôi bạn trẻ của chúng ta họ sẽ cùng nhau gánh vác và cùng nhau chia ngọt sẻ bùi như đôi bạn trẻ. Thưa toàn thể các quý vị khách quý, rất tuyệt vời. Như vậy là chú rể của Hằng Hải của chúng ta đã khui được chai rượu sâm panh. Và toàn thể quý vị đó ạ, sẽ cùng hướng tầm mắt của mình để chứng kiến giây phút đẹp nhất, trọn vẹn nhất của đôi vợ trẻ. Và kính thưa toàn thể các quý vị, màu đỏ của chai rượu sâm panh được tượng trưng cho màu máu đỏ luôn tuần hoàn chảy mãi trong tim của đôi vợ trẻ và những màn khói trắng mờ ảo của những viên đá khói. Vâng, cuộc đời của các bạn sẽ được vòng quanh lúc nào cũng mờ ảo và huyền bí. Vâng, điều đó sẽ để cho chúng ta khám phá về sau. Vâng, kính thưa toàn thể các quý vị khách quý, như vậy là chai rượu thứ hai đôi vợ trẻ của chúng ta đã được khui lên rồi. Và toàn thể quý vị đó ạ, chúng ta sẽ cùng rót những ly rượu của mình lần nữa nào. Vâng, anh và em chỉ có một tình yêu duy nhất dành tặng nhau bây giờ và mãi mãi, dẫu đi đến cùng trời.